Hitty cho Son đối đầu với một AC và một Babylon. Như vậy là Hitty cho Son sẽ được đánh giá cửa dưới hơn so với Baby và AC. Nhà của đối thủ Mỹ Đình. Và đây là nhà của đối thủ Velop. Quả siêu tù dành cho AC. Rất nhọn. Canh đang để thua 2C cùng với tổng tỷ số là 2-3. Và đây là một tỷ số cực kỳ đáng tiếc dành cho Velop và Mỹ Đình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu ở trận đấu thứ 3 này thì thế trận có đổi chiều hơn không. Khi mà tôi thấy là trong hai trận đấu vừa qua là những trận đấu mà Mỹ Đình ở Velop thi đấu chưa đúng phong độ. Có những trận đấu mà anh để thua cực kỳ đáng tiếc và những trận mất tham phải nói là cực kỳ ảo. Nhưng có lẽ đây cũng là một phần nào đó trong chiến thuật cũng như tư duy của đối thủ Velop và Mỹ Đình. Lại là một bài để thua chiến thuật chăng? Đây là dân của AC. Chậm 2 dân. Vâng, vì bãi quả này mà cái thủ Velop chậm tới 2 dân. Giá như mà Velop thấy bãi quả này trước thì tôi nghĩ là Velop sẽ chấp nhận ăn quả phụ. Nhưng nó đẹp hơn rất nhiều so với quả chính. Bây giờ ăn được 2 cây ở gần với chiếc BG. Và dân phải vượt đèo. Chậm chính xác là 3 dân với hai game thủ BB và No1. Còn Mỹ Đình thì anh sóc chậm 1 dân. Gặp game thủ No1. Đừng đùa, Thánh ăn chung ở đây. Phải kéo ngay voi này về, nếu không sẽ bị game thủ No1 anh nâng tay trên. Thành công. Suýt chút nữa thì mất mạng với game thủ No1. Rất hồi hộp, tên này bị cô mất voi thôi. Nằm sàn luôn. Velop đã không đủ, vâng, đồ ăn đã đói rồi. Quả đầu xấu. Mỹ Đình thì tươi một chút khi mà thấy voi và thấy cụi hiêu. Nhưng tuần này mà bị cái thủ No1 câu mất thì thôi đúng là tù. No1 màu 6. Hitty cho Son. Như vậy là đây là Hitty của cái thủ No1. No1 dường như đang có ý định phá bầy hiêu này của Mỹ Đình. Rất thâm hiểm. Không phải đùa với tay chơi đến từ Nghệ An. Vâng, có vẻ như anh Mỹ... Tên này là tên No1, anh để sót con hiêu ở nhà của Mỹ Đình. Mỹ Đình đang gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến game thủ No1. Anh vẫn để bớt lại cho game thủ Mỹ Đình một con hiêu. Lẽ nào lại chém cùng giết tận. Vâng, cùng là top 1 với nhau. Lý nào lại giết tận gốc và giết tận rễ của game thủ Mỹ Đình bầy hiêu đầu. Như vậy là cả hai game thủ ăn chung một cánh rừng. Điều này chứng tỏ nhà của game thủ No1 nằm rất sát với nhà của Mỹ Đình. 23 dân của Baby đối đầu với Hitty của game thủ No1. Chỗ này còn mấy. Vâng, có thấy là kẻ lùa người phi. Rất nhịp nhàng. Như đường với sữa nhưng chưa tìm thấy chỗ để đặt hết. Chỗ này thì cả đặt trên hay là dưới cũng đều tù như nhau cả. Nhưng tôi chưa thấy có S nào được đặt ra. Rất tù vậy anh. Vâng, chơi S của năm dành cho No1. Anh đấu S siêu xa. Chỗ này phải bắt taxi hoặc cưỡi tên lửa thì may ra mới thể đẩy hiêu về chơi S được. Mỹ Đình cũng cho một chơi S không kém so với thủ No1. Không phải cho Son. Đây là cho Son, không phải là Hitty. Giá như đây là Hitty thì ôm bon là chủ lực. Nhưng đây lại là cho Son. Rất dị. Hai cái S đóng ở hai vị trí siêu xa so với bầy hiêu. Mỹ Đình đang cố gắng nắn nót để lùa bầy hiêu này lên trên con dốc. Thế nhưng No1 thì không cho phép điều đó xảy ra. Soi tham. Mỹ Đình là người lên đời sớm biết thấu này. Nếu như không có tên phá hoại bầy hiêu đầu thủ Mỹ Đình thì anh đã đủ đồ để kích đời. Nhưng đây là một tên phá hiêu chiến thuật của No1. Anh đang cười tủm với chiến thuật này của mình và có vẻ như đang phát huy được rất nhiều tác dụng.
BB là người lên tiếp theo sau Mỹ Đình. Mỹ Đình. Vâng, như vậy là Mỹ Đình đã phát hiện ra được ý đồ ôm bom của game thủ No 1. Vâng, No 1 đang quyết tâm ôm bom Mỹ Đình, nhưng anh nên nhớ rằng Mỹ Đình thời điểm này Mỹ Đình thời điểm này đang rất khó để bị ôm. Kích đời. Kích. 11 phút 23 với 23 dân. Không biết là No 1 có lên được đời đấu này hay không. Nhưng đây là một bài ôm bom không thành công của game thủ No 1. Rất quan ngại về vấn đề này. Một bài đi phá đồ ăn của đối thủ cũng được coi là một chiến thuật hoàn hảo. Thế nhưng với bài này tôi nghĩ là game thủ No 1 cũng sẽ không đủ đồ để lên đời. Và tôi đang dự đoán xem có phải là một trận đấu mà No 1 sẽ tạo nên kỷ lục mới hay không về việc ép đời. 24/24 mid air. Gặp dân của No 1 đang bắt đầu hành hương. Chính xác là hồi hương và đang tìm đến cái nhà chính để vẽ ruộng thì phải. Dường như đây là bài tìm nhà chính vẽ ruộng. Quay lại chọc luôn dân thủ No 1. Cơ hội rất lớn cho cái thủ Mỹ Đình để anh có thể trả mối xâm thù này. Cái tuổi ăn chung chưa đào vàng, dò 30%. Trận này game thủ No 1 dò siêu rộng. Trong khi đó thì Venlop AC, tôi không hiểu tại sao để cánh. À không, như vậy là game thủ BB anh lên đời sớm hơn. Đẩy cánh của AC là đúng, để hạn chế việc BB khỏe và tránh việc cung tên của thủ BB cũng đẩy sang. Cộng với đó là game thủ Mỹ Đình cũng sẽ phải bỏ qua bớt đi dân của game thủ No 1 mà tìm đến nhà của BB để công vào hỗ trợ giúp cho game thủ Venlop. Nhưng không hiểu vì sao chết một con dân. No 1 có vẻ như cũng đã kết được đời. Thời điểm này đã phút thứ 14 và không có lý do gì mà No 1 không kết được đời cả. Lên ma xong. Đây rồi, dân của No 1. Vâng, Dene để cho vào. Nhưng đây là một tên Dene chết người của game thủ BB. Không, vẫn sống. Tưởng là chết nhưng mà anh vẫn thở. Có một cánh rừng ngoài, chỗ này có thể công vào. 300 gỗ dành cho Mỹ Đình. Một con cung tê được đẩy treo cánh của cái thủ BB vào nhà của Mỹ Đình để ăn dân. Nhưng ăn được dân thì nó bắt đầu nằm xuống. Game thủ Venlop sẽ là khai thác triệt để cánh rừng ngoài này để hạn chế sức phát triển của cái thủ BB. BB là người có cung R trước, nhưng tôi nghĩ là cái thủ BB sẽ đẩy nhà của Mỹ Đình chứ không đẩy nhà của Venlop. Bởi Mỹ Đình trận đấu này ở những thời điểm đấu đang rất yếu. Anh đang quay ruộng. Chuẩn xác, đã thấy những con cung đầu của thủ BB sang nhà của Mỹ Đình. Trong khi đó thì game thủ No 1 anh én thành công một tốt dân vào nhà của thủ BB để làm ăn. Venlop chắc chắn sẽ sang bắt đạo cung R này của thủ BB và sau đó sẽ đẩy xuống cái hốc ở góc 6 giờ. Nhưng BB chưa cho phép Venlop làm điều này. Ở 6 giờ có dân ăn vàng của thủ No 1. 4 nhà BA của AC. Thực ra thì lợi thế giữa AC và Hitty cũng không phải là một lợi thế quá rõ rệt. Ngoại trừ việc AC có khả năng di chuyển nhanh hơn và lợi thế hơn đôi chút về khả năng phát triển. Nhưng cung R khi đấu với nhau thì nó cũng chỉ thực dạng là ngang phân và quan trọng là khả năng điều R của hai game thủ ra sao. Và sự khả năng quản lý bản đồ con để có thể bốc máy nhà của đối phương, đó mới là những yếu tố quyết định. Bên lớp tôi nghĩ là anh cần phải công xuống góc 6 giờ. Đây rồi, không phải là 6 giờ mà là nhà cũ của thủ No 1. Hai con trẻ em đang kéo về để có thể đỡ nhà. Chỉ mang tính chất là câu giờ để chờ lên bánh xe. Tôi tin chắc điều này. Tên đầu tiên của thủ bên lớp. Còn một con phù nữa, hy vọng là anh sẽ đốt con phù này để cho cái thủ Mỹ Đình có thể dễ dàng hơn cho việc công nhà của No 1. Đây là Mỹ Đình 19-28. Đừng vào vội. Không, vẫn vào. 7E. Chấp nhận mất một con chém vào một con lạc đà cũng không có nhiều ý nghĩa. Quan trọng ăn dân của cái thủ No 1. Không mất cả chém luôn. Vâng, mọi thứ đều đang khá tốt dành cho Mỹ Đình ở nhà của thủ No 1. Còn nhà ở Venlop thời điểm này ra sao? Liệu đã bị cái thủ BB công vào chưa? Vẫn chưa bị công vào mà anh đang đấu cung R đối với BB ở trước cửa nhà của Mỹ Đình. BB đang có những bài 7E khá hay. Bắt Venlop phải đấu quân trong tên này.
ở những sân như này thì chỉ cần một công rờ bắn còn lại sẽ chạy toàn bộ, như vậy sẽ là đẹp nhất dành cho cầu thủ về lớp. Tân này là tân mà anh sẽ công một bãi gỗ ngoài. Về lớp chưa biết được rằng cái thủ BB có một bãi gỗ ngoài, chỉ có màn hình của cái thủ Mỹ Đình mới biết. Thế nhưng có vẻ như Mỹ Đình không thông báo sang cho về lớp. Đã là 7-2 dành cho AC, thậm chí là còn ăn cả ruộng ở bên ngoài luôn. BB đang rất tiết kiệm. Dường như là nhà của thủ BB cũng không phải là một thế nhà hoàn hảo, bởi tôi thấy anh ăn có một chiếc S ngoài và dân của anh vừa rồi một tơn mà anh ăn tận giữa bản đồ với hai bóng ruộng. Về lớp đang có tơn công ảo ở nhà của BB, hy vọng là anh sẽ đốt kịp nhà BE để lao vào nhà của cái thủ BB. BB sẽ cấp tốc kéo quân về cùng với chém của cái thủ nô 1. Giật quân như thế này sẽ phải giật quân và giữ quân càng sớm càng tốt. Và tôi nghĩ là anh cần phải có một tơn đẩy vài con để sang nhà của cái thủ màu 6. Cái thời điểm này Mỹ Đình có lẽ là cũng sẽ chưa công được nhà của thủ màu 6. Không, Mỹ Đình có tơn đi ảo vào nhà của thủ BB. Vâng, rất ảo trong tơn này. Mỹ Đình đã lọt vào được, có một cánh rừng này, đóng BC rồi. BC dành cho BB, phát triển khá nhanh. Đối với AC thì có lẽ là không cần phải phát triển BC, mà quan trọng là tăng đều nhà BA. AC thiếu khả năng ép quân tốt hơn so với Hitty. Vì vậy mà Mapla này chỉ cần ép sâu quân là sẽ thắng. Xong được khoảng 40 dân thì sẽ tăng liên tục nhà BA. Ở 40 dân thì có khoảng được 7 đến 8 nhà BA mà AC có thể sóc được ra. Vì vậy mà cái thủ vệ lớp sẽ phải tăng đều. Và nếu với việc mà BB bung nhà chính ra thì ở những thời điểm đầu, khi mà dân chưa nở ra được nhiều, thì tham quân của thủ lớp chắc chắn sẽ đè. Bởi game thủ BB sẽ phải cân đối giữa việc sóc quân và sóc dân. Bắt đầu tăng thêm nhà BA tiếp theo. Thời điểm này thời điểm mà game thủ với lớp đã bắt đầu có trên 40 dân. Và tôi nghĩ là anh sẽ tăng A đều khoảng 5 phút. Vâng, khoảng 2-3 phút lại thêm một BA nữa. Lực cố của anh đang là rất khỏe. Thế là cứ khoảng sau 4 đến 5 thằng nông dân là anh sẽ tăng một BA. Và đến khoảng 9 đến 10 BA là anh sẽ ngừng lại và sóc đều tập trung 10 nhà BA. Và ốp vào nhà của Hitty. Và cùng chờ đợi xem tơn này liệu cái thủ Mỹ Lớp và Mỹ Đình có thể cùng nhau ốp vào nhà của Hitty hay không. Tham đang đè cho Hà Nội. Sau một tơn mà cái thủ Mỹ Đình lọt được vào nhà của BB, ít nhất là cũng đã làm cho cái thủ BB đuối lực cái phần nào, cũng như việc BB mất tay. Còn với nô 1 thì thể này anh vẫn đang quá đuối, chém không có công nghệ. Chính vì vậy mà game thủ Mỹ Đình đang tỏ ra hổ báo ở trước cửa nhà của mình. Cả chém, cả dân và cả sóc đơn đều đang vã nhau ở tơn này. Đã đến thời điểm lao vào. Khi mà tôi thấy ở nhà của game thủ Mỹ Đình đang có cung rờ của game thủ BB thì đây chính là thời điểm vàng. Giờ vàng đã tới dành cho game thủ VLUP. Anh sẽ phải tận dụng cơ hội này để công vào nhà, ốp vào nhà của BB. Không, kéo quân về mới dị tơn này. Tham vẫn đang cân. Bây giờ thì Tham chính thức cân rồi. Không nhiều cung rờ nhưng tại sao mình lại kéo rất nhiều cung rờ về như vậy. Tơn này BB chỉ có khoảng 7 con cung rờ thôi. Bên lớp cũng đã bắt đầu bung nhà chính mới. Mỹ Đình 16-32 đang đôi công với game thủ màu 6. Và liên tục có cung rờ của thủ BB sang quấy nhiễu. Đây là lối đi quân của VLUP để bắt quân của thủ BB. Rất hay ở tuần này. Bắt toàn bộ đám quân này và sau tuần này sẽ là phá ốp nhà của thủ VLUP cũng như Mỹ Đình và nhà của BB. BB đang đợi sẵn ở nhà. Không biết là BB đã đào vàng chưa. Nếu như mà Hitty lên được đầu máu thì sẽ lợi thế hơn hẳn cho cung đầu của Hitty. Nhưng bây giờ tôi tin chắc là số lượng quân của thủ VLUP đông hơn hẳn so với BB. Bởi thời điểm này nhà ở VLUP nở ra là rất đều. Cùng với việc mà cái thủ BB mất khá nhiều quân ở trước cửa nhà của Mỹ Đình thì đây là cơ hội vàng. Và nếu như tơn này không ốp được thì bên lớp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi khi mà Hitty lên lực đầu máu như việc sóc dân đều hơn so với lớp ở những thời điểm đầu thì lực của Hitty sẽ khỏe và ổn định đều. Xoay tham. Không phải có 37 dân thôi. Vâng, BB bây giờ mới có 37 dân. Hơi ít so với dự đoán. Và bên lớp đang dò. Vâng, đấu cung. Tơn này là tơn đi qua lỗi của thủ BB và cung đầu của AC đang đứng ở trên dốc.
rất tuyệt vời. Một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Mỹ Đình lại quản tốt nhà của No 1. Còn bên lớp đang đấu quân tại nhà của BB. BB thời điểm này tôi tin chắc rằng anh đã lên đầu máu. Vì vậy mà bên lớp cần phải cẩn trọng những tên đấu quân như thế này. Những tên đấu quân kiểu này thường mất quân rất ảo, cũng là ngang phèo nhau. Giật lên dốc. Vâng, giật chờ tên sau. Chỗ này gần với nhà của game thủ BB, vì vậy không lạ khi mà game thủ BB đông quân hơn. Còn bên lớp cũng đã bung ra được tới 3 nhà chính. 2 nhà chính mới đang được dùng để ăn gỗ và kết hợp với cả vài cái ruộng nữa. Nó đang đảm bảo cho bên lớp xong rất đều. Tôi chưa thấy những tên móc máy của bên lớp. Tôi nghĩ là tách 1-2 con ngựa khỏi đàn ra và đi dò lên 12 giờ móc xuống. Như vậy sẽ khiến cho BB mất tay. Ở những thời điểm mà tập trung đấu quân thì BB sẽ bị mất lực gỗ. Đấu quân chấp dốc của game thủ BB. BB đang cố tình trèo dốc trong lần này, mặc dù anh biết rằng đây là con dốc cao và cung là chỉ là hai loại cung là ngang theo, nhưng lợi thế của cung là đầu máu. Ồ vâng, cung là đầu máu của Inti. Thôi chết tôi rồi. Vâng, tên này mất quân ảo, chấp dốc cực cao, nhưng không hiểu sao cung là của Inti lại chất hơn rất nhiều so với thời điểm đầu, mặc dù lên đầu máu chỉ hơn có 10 máu thôi. Mỹ Đình, Mỹ Đình đang hồi lại. Anh cần phải quấy quản tốt nhà của thủ BB. Phải quấy thật nhiều để cho Vlog có cơ hội đỡ nhà. Bởi đây sẽ là tấn công tổng lực của thủ BB. Chưa thấy BB đẩy vào. Vlog đang đứng dốc. BB có lẽ là cũng chỉ đang giữ dốc ở nhà của mình để có thể phát triển tốt hơn, chứ chưa dám công vào nhà của Vlog. Nếu như công vào từ mặt ở khu vực 12 giờ xuống thì Vlog sẽ rất tù. Bởi đây là khu vực chính mà Vlog đang ăn hai cái rừng lớn. Thời tam 45 dân là của cái thủ BB, trong khi đó thì Vlog là hơn 60 dân. Như vậy là bây giờ anh chỉ có khoảng hơn một kích cung R. Một kích cung R đang đứng thủ nhà. Chỗ này đóng nhà cứng, chuẩn bài đề phòng game thủ BB công vào hướng này. Mỹ Đình đang quấy. Vâng, cũng nở lại, tham 27-32. Nở ra khá nhiều sóc đơn. Nhưng đánh trâu sóc đơn như này với cung R Hitty thì không được hiệu quả cho lắm. Tôi nghĩ là cũng sẽ phải chuyển dần sang cả bài đánh cả cung R nữa. Như vậy sẽ tốt hơn. 16 No 1 thời điểm này đang hơi phế. Bắt đầu công vào rồi, BB dàn trận ở hướng từ nhà của Mỹ Đình sang. Chỗ này là một con đồi khá lợi thế dành cho BB. BB đang chọn quân chỗ đứng rất khôn. Thấy là còn trẻ nhưng mà kinh nghiệm đánh cung R của thủ BB là cực kỳ đáng nể. BB đang bắt đầu đẩy vào từ chỗ hiểm. Vâng, mất thế đứng trong tuần này rồi. Game thủ BB đang dàn quân ở phía sau. Mỹ Đình sang cứu nhưng chưa. Đây rồi, gặp quân của thủ mùa 1. Đề phòng mất quân. Như vậy là thời điểm này Vlog sẽ phải tranh thủ để đẩy quân ra. Đây sẽ là những cơ hội để cho Vlog có thể giữ được nhà. Bởi nếu như cứ đứng trong nhà như này thì nhà của anh sẽ bị dọn dần và lực của anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây là cánh rừng ngoài của game thủ BB. Điều này chứng tỏ là BB cũng đang cạn dần rừng. Ở trong nhà BB không có nhiều. Một cánh rừng rất lớn. Nhưng bây giờ hai anh đã ăn và dân đã bắt đầu chạm mặt nhau. BB đang rất nhiều tay. Anh vừa công nhà của Vlog và vừa công nhà của thủ Mỹ Đình. Trên con đường trở thành huyền thoại thì BB đang làm được rất nhiều điều. 121-168. Tham này không phải là tham nhỏ, nhưng tham của đối thủ BB thời điểm có lẽ là cũng ngang theo với tham Vlog. Lợi thế của cung R Hitty khi lên được đầu máu, nó đang chiếm ưu thế rất nhiều so với cung R tuyển AC. Đấu quân ở cả hai mặt trận, Vlog vẫn chưa thể ra khỏi nhà. Tôi vẫn nghĩ là bắt đầu không ra được, chưa thể nào ra được khỏi nhà. Có chém của thủ Mỹ Đình vào ốp. Vậy là Vlog cần phải đẩy ngay quân ra trong tuần này. Khi mà cái thủ BB đã rút quân thì anh cần phải chiếm thế thượng phong. Ồ, vâng, những pha vẩy e rất tốt của thủ Vlog. Vừa rồi là pha mà anh vẩy e trước mũi cung R. Tuyệt vời, vẫn là 120-172. Tham vẫn như vậy. Lực của anh rất khỏe, tôi nghĩ là anh cần tăng thêm nhà BA nữa. Hoặc sóc thêm 2-3 tơn nữa để cho nó đỡ đều hơn.
tránh lãng phí thời gian nở cung R. 1.600 gỗ và 1.000 thực bơm đồ sang cho Mỹ Đình hồi lại cùng. Vâng, bơm sang cho Mỹ Đình khoảng 300-400. Sắp xong tôi này bơm thêm cho Mỹ Đình anh thợ. Không bơm đồ. Đang bắt được quân của BB nhưng BB điểm đang rất cao, tôi không biết là điểm cao về cái gì. Đừng nói là BB đang có bài ôm đồ nhảy 4. Phút thứ 42. Vâng, chuẩn bài. Anh vừa rồi là một tên mất tay thôi, còn chắc chắn anh sẽ bơm đồ sang cho Mỹ Đình. Và đây những pha vẩy e cực kỳ từ tốn và chuẩn xác của Vlớp. Còn lại 5 con cung R. Không có nhiều ý nghĩa, cắt cử 5 con xuống dưới góc và coi như xong 5 con cung R này. Tên cung R này của thủ BB coi như bị bắt toàn bộ. Chuẩn bị một tên đẩy tất tay sang nhà của game thủ màu 1 BB. Đại cùng chờ đợi xem tên không. Bây giờ cái thủ Vlớp đang phải đỡ nhà đã. BB đang đi một con đường máu vào. Khi mà anh chặt thủ rừng xong thì anh đang đẩy một kích cung khá lớn. Cái này có khoảng 10 con cung R. Ở phía trên cũng có cung R của game thủ BB. Mỹ Đình sẽ cần phải sơ múi được nhiều tại nhà của thủ BB. Rừng của mùa 1 BB bé bỏng thể mà tôi nghĩ là cũng đã bắt đầu lủng dần. Lủng không? Chưa lủng. BB vẫn rất tỉnh táo. Ken được E. Vâng, chỉ cần dân ra là sẽ ken được E như thế này. Tôi cần... Vâng, tôi cần thấy ở Mỹ Đình một pha ken E tinh tế. Được 400 thực từ game thủ Vlớp. Lớp đang rất nhiều đồ. Phúc vẫn đang cố chờ đợi để có thể Kene lao vào. Tại sao còn chưa Kene ở thời điểm này? Đây rồi, anh đang chuẩn bị. Thôi chết rồi. Dường như là dân của cái thủ No 1 anh đã phát hiện ra. Nhưng Vlớp đã ốt được vào nhà của cái thủ màu 1 và cả màu 6 đây luôn, No 1. Ồ, tham Vlớp bây giờ chắc chắn là to nhất bản đồ. Sức phát triển ở AC là rất khủng khiếp. Và bây giờ chúng ta thấy là số lượng nó đè lại chất lượng. Mặc dù là cung R AC thời điểm này đã đuối hơn nhiều so với cung R của Hitty. Nhưng anh dùng số lượng để đè lại và cũng như áp đảo lại so với cung R tuyển Hitty có đầu máu. Và đang đốt nhà của game thủ màu 6 trước cửa nhà của BB. BB đang cố tìm cách để đổi nhà. Đổi nhà thành công hay không? Khi mà Vlớp vẫn còn rất đông quần nhà. Tôi nghĩ là anh không nên bắn trước tên này mà nên giật. Không, bắt quân luôn. Vâng, bắt quân. BB đi sai. Một trận đấu rất cảm xúc và rất tuyệt vời với thủ Vlớp. Cực kỳ hay. AC đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi đánh 22 Mabla. Trong đó thì Hitty phát triển rất chậm ở trận đấu này. 48 dân ở thời điểm này đó là dân của cầu thủ BB. Thế nhà của cầu thủ BB không cho phép anh bung quá rộng. Và rừng của anh đang rất tù. Cũng như anh luôn phải dè sẻn cầu thủ Mỹ Đình. Khi mà Mỹ Đình luôn túc trực ở phía sau. Và vẫn như thường lệ thì khi mà cầu thủ BB quyết thì cũng là lúc mà Mỹ Đình anh đã đục được vào nhà của BB. Và có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân tác động đến BB, giúp cho anh có thể quyết sớm hơn ở trận đấu này. 47 phút trong game, một bài đấu hai cung R chủ lực giữa AC và Hitty. Thêm một lần nữa chúng ta thấy được sức mạnh của AC khi mà đối đầu với Hitty. Mặc dù Hitty đã lên được đầu máu nhưng AC đã dùng lại số lượng để đè lại chất lượng. Ở ngay trong trận đấu đầu tiên, trong trận đấu thứ 3 này đã cực kỳ găng go rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận đấu thứ 2.